Mày đi chợ đi mua thuốc tiêu hóa nha, hôm nay lại đi ngoài nữa rồi. Thuốc còn đau bụng không? Tiệm thuốc mẹ mua men tiêu hóa cho em thôi, tí nữa cô Vi trong nhà cho mẹ nhé. Rồi bây giờ cô Vi ở đây, cô Vi để Mon cho mẹ một lúc nhé, mẹ vô mẹ lấy cái ốc hắc để mẹ chuẩn bị mẹ đi nhé. Mon đưa áo đưa cái khăn cho mẹ nào, đi mua men tiêu hóa về uống nha. Nào chị cô Vi ngồi, chị cô Vi để em cho mẹ với nào, để mẹ xíu nha. Đi ở nhà nhé, đi nhà trong nhà cho mẹ nhé, ngoan nhé, ngoan nhé. Để đưa em đi mua thuốc rồi tí mẹ về ngay nhé mà. Trong nhà cho mẹ một lúc nha. Nào con ngồi đây, em không sao đâu, đừng có lo nha. Nào ngồi đây, để ý nhà cho mẹ nha.
5 ống luôn ạ. Đi ngoài. Dạ. Dạ. Cái này thơm đúng không? Dạ thơm lắm. Ngoan đấy. Ừ. Dạ. Đấy, ngon nhỉ, nhìn nhé. Đây, của em đây. Dạ. Bao nhiêu ạ? À? Có gì đó. Có gì luôn. Không phá đúng không? Dạ, dạ. Này được rồi, em mau không cần lấy túi rồi ạ. Chờ túi cho sắp, cho tôi sắp. Sắp đi nha. Em còn nhỏ. Ghét gì? Em còn nhỏ. Ngon nhỉ? Dạ. Ngon mà còn đẹp trai nữa chứ. Đẹp trai hả? Nữ à, nam hả? Nam. Ngon nhỉ? Em về đây ạ. Mẹ về rồi đây. Đi qua đây. Nè, mẹ mua thuốc cho em nè. Con làm việc nhà cho mẹ à, con lau bàn, con lau ghế cho mẹ à. Ôi, con đi dọn nhà cửa sạch sẽ ra con. Giỏi thế. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi. Mẹ yêu Vi nha. Vi ngoan quá. Giỏi quá. Nè, mẹ đi mua thuốc cho Mon này. Đấy, mẹ mua men tiêu hóa cho Mon này. Bây giờ ba mẹ con đi vào phòng để cho Mon uống thuốc xong rồi ba mẹ con nghỉ ngơi nhé, được không? Đi thôi, đi, đi nào. Thấy em uống thuốc giỏi không? Để cho em uống nha. Để cho em uống xong một tí nữa mẹ cho hai chị em đi ngủ. Thấy chưa? Ừ. Uống đi con. Uống đi cho khỏe nha. Rồi, ok rồi. Giờ đi ngủ nha. Chị Vi giỏi quá, chị Vi phụ giúp mẹ việc nhà nát nhở.